Đây là một cái món cũng được rất là nhiều người yêu thích. Thì cái độ giòn của nó khi mình ăn vào trong miệng nghe tiếng tách tách tách. Chào tất cả mọi người, đây là gông nho tách nước. Mình mua với bạn một combo như thế này, ta sẽ tặng cho mình là một chai mè gan, một combo là gồm 5 bịch. Mỗi một bịch thì 100g. Gông nho này thì người ta cũng đã tách nước rồi. Mua về mình ngâm với nước là tầm khoảng 5 đến 6 phút thì nó nở ra rất là nhanh luôn. Mình mới vừa ngâm chỉ có 3 phút thôi thì nó đã nở ra như thế này. Thấy trong bịch nó vậy thôi chứ mình ngâm dưới nước nó nở ra rất là nhiều. Cái này là mình ngâm khoảng 6 phút rồi mình đem đi rửa. Rửa dưới nước 4-5 lần cho thật là kỹ. Khi mình ăn nó sẽ không bị mặn và tanh. Còn đây là gông nho mình đã rửa xong. Trước khi mình ăn gông nho thì mình cho nước đá vào. Thấy gông nho nó lạnh á, mình ăn giòn nó ngon lắm. Chào tất cả mọi người, đây là tô gông nho. Hồi nãy mình mới vừa ngâm xong nó nở ra như thế này nè. Nở ra rất là nhiều nha mọi người đó. Mình có để nước đá vô á, mình cho nó lạnh lạnh đó, giòn giòn ăn nó mới ngon. Còn đây là chai nước sốt mè gan đó. Mình mua người ta có tặng một chai nước sốt như thế này nè đó. Mình sẽ chế ra chén thôi. Rồi mình chấm. Một bịch gông nho như thế này là 100g nha. Mình ngâm nó nở ra như thế này là nhiều lắm. Đây, thôi mời tất cả mọi người nha. Đây. Chấm với nước sốt mè gan. Nó giòn ghê luôn ta. Quá giòn. Cái phần nước sốt mè gan á rất là thơm nha. Nó giòn. Này á, mình ngâm mình rửa 3-4 nước á, mình cho nó bớt mặn nha. Chứ mình rửa không có kỹ là nó tanh với nó mặn á. Rửa kỹ xíu là nó không có tanh và nó không có mặn luôn. Ăn này nó lạnh là lạnh, giòn đã. Nãy là mình chấm với nước mắm mè gan rồi hả? Còn đây là chén mắm me của mình nha. Chén mắm me mình chấm thử coi, coi nó hợp không nha. Mắm me của mình thì chua chua ngọt ngọt cay cay. Im. Chấm cái mắm me cũng hợp lắm chứ. Tại gông nho nó lạc á. Mắm me á thì nó chua chua ngọt ngọt mặn mặn. Lạnh lạnh là ngon chứ.